Mày đói lắm rồi phải không? Tao nóng lòng quay về làng mà quên mất. Ô, tao đã làm rơi bầu nước rồi. Mày chạy theo tao mệt lắm phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nếu về trễ thì sẽ có thêm nhiều người trong làng bỏ mạng. Sắp tới mình làm già làng, có nhiều việc phải làm lắm đây. Phải bắt lũ dân làng vào rừng đốn gỗ về làm lại nhà, nuôi lại trâu, bò, dê, lợn, lên rẫy trồng lúa, trồng bắp. Rồi mình sẽ bắt cái lũ dân làng phải cống nạp cho mình. Lúc đó mình chỉ cần nằm chỗ ăn no uống say, ôi sung sướng quá. Ủa, lại có kẻ hầu người hạ nữa. Mùi khoai lang nướng thơm quá. Ê, tụi mày làm gì vậy? Chúng tôi đói quá nên mới lên rẫy móc được mấy củ khoai còi cọc về nướng ăn nè. Đúng rồi đó. Tụi mày chỉ chơi suốt ngày, cần gì phải ăn nhiều. Ông cũng đi chơi suốt ngày mà được ăn thịt uống rượu đó. Chạy tao, đưa cho tao củ khoai lớn nhất nhanh lên. Nóng, 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 nóng quá. Lêu lêu, cái đồ tham ăn. Ông ăn nhiều nữa đi, rồi rụng hết cái răng. Cái miệng không nhai được thịt, không ăn được cơm nữa. Đáng đời, đáng đời. Tụi mày phải gọi tao là già làng. Tao sắp thành già làng rồi nha. Chạy đi, chạy đi. Lúc đó tao sẽ trừng phạt tụi mày. Tao sẽ bắt cha mẹ tụi mày làm việc nhiều hơn nữa. Rồi tao không cho nhà tụi bay gạo muối, cho tụi mày chết đói luôn. Ông là tay sai cho quân giặc. Đồ phản bội dân làng. Ông sẽ bị thần sấm, thần sét trừng phạt. Tướng quân vẫn còn ở đây á. Còn mày lại trốn đi đâu ngủ một giấc đến giờ này mới ra đây hả? Dạ, tôi đâu dám. Tôi mới đi ngang ngóng xung quanh. Của cải trong làng á, ông lấy hết trơn về kinh thành. Lũ làng làm việc cực khổ bao ngày qua, chắc không còn ai có sức chống phá nữa. Ông hãy rút quân đi, để tôi làm già làng dẫn dắt lũ làng trung thành với vua Rum vĩ đại. Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ ta phải đi xem những làng khác để về báo cho vua Prum. Làng này chẳng còn gì để lấy nữa. Làng này là của ngươi rồi đó. Nhưng ngươi nhớ, hàng năm phải cống nạp cho vua Prum vĩ đại của bọn ta đó. Tôi nhớ mà, nhớ mà. Ta về giết gà uống rượu rồi ngủ lấy sức đây. Ngươi ở đây canh chừng lũ lạc của ngươi đi. Dạ, dạ, dạ. Lũ làng các ngươi, nghe ta nói đây. Từ nay ta sẽ là già làng của các ngươi. Các ngươi phải nghe lệnh của ta. Tất cả hãy trả lời ta. Các ngươi đúng là lì lõm. Ta sẽ có cách trừng trị các ngươi. Lão già này, làm nhanh lên, nhanh lên. Lão già yếu rồi, làm được mấy nữa. Cho lão ăn chứ tốn cơm tốn gạo. Lão vào rừng đợi ngài về gặp ông bà tổ tiên đi. Ta sẽ làm già làng thay lão. Không được đánh già làng. Không được. Ta không chỉ đánh mà còn có thể lấy mạng lão ta. Đây là ai? Các ngươi không được đánh dân làng ta nữa. Đứa nào nói đó, bắt lấy nó cho tao. Mày là ai? Tao là Đâm Tri, người con của làng này. Tướng quân nói nó đã chết với Dực Thẩm rồi mà. Nhưng sao nó lại cao lớn, nước da như sắt như đồng, người lại khỏe hơn gấp bội thế kia. Đâm Tri hả? Nó còn sống sao? Thank you.
thằng Nam Ri thành thần rồi. Đúng rồi, bây giờ mới là tôi biết rồi, giờ lại báo tướng quân thôi. Đúng, đúng, đúng. Giỏi ngoan, tao đã về rồi đây. Mày hãy gom hết gươm giáo của tụi giặc để dân làng làm vũ khí. Hãy gọi những người bạn của mày đến cùng dân làng đánh đuổi quân giặc. Tao chạy về làng trước đây. Ây trời ơi, Đâm đi còn sống. Đâm đi còn sống. Đâm đi còn sống. Phải không? Đâm đi sẽ cứu lại của chúng ta. Sao tụi mày lại về đây? Tụi mày phải ở ngoài thác nước canh chừng dân làng cho tao. Thằng Đâm Ri trở về rồi. Tụi bay đi nắng nên bị qua mắt rồi sao? Chính mắt tao thấy thằng Đâm Ri rơi xuống vực thẳm đen ngòm, rồi chết mất xác khi đó rồi. Tướng quân ơi, nó đã trở thành thần, mình đồng gia sắc, gươm giáo của chúng ta không thể làm nó bị thương. Tụi bay đừng có nói láo, có da thịt nào mà chống được gươm giáo của bọn ta chứ? Tôi vẫn còn sống, trở về bắt ông phải chịu tội đây. Mày là thằng Đâm Ri sao? Mày thành thần thật rồi sao? Tao không tin là gươm của tao không thể làm mày bị thương. Mày lừa được quân lính của tao, nhưng không lừa được tao đâu. Sao có thể như vậy được? Tụi mày hãy xông lên giết nó cho tao. Xông lên! Không thể nào, thằng Đâm Ri, lẽ nào nó là con nhà trời? Ta không thể nào địch lại nó. Xin ông hãy cho tôi theo với Đâm Ri, mà nó bắt được tôi là nó giết tôi mất. Mặc kệ ngươi, tránh ra cho ta. Đâm Ri đã đánh được quân giặc rồi. Làm chúng ta đã được cứu rồi bà con ơi. Đâm Ri đúng là con của nhà trời rồi. Đâm Ri, quay ngựa Đâm Ri. Đâm Ri, con đã cứu cả làng chúng ta. Quân giặc vẫn chưa chịu thua đâu. Chúng sẽ chạy về nhờ vua Prum giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đã có vũ khí để chống lại quân giặc. Dân làng hãy cầm gươm giáo lên, đuổi theo diệt hết quân giặc để chúng không quay lại làng nữa. Chúng ta phải chạy về kinh thành, nhờ vua Prum cho thêm chi viện, quay lại làng giết thằng Đâm Ri. Chúng ta phải lấy mạng của nó mới được. Sao mọi người đứng im đó vậy? Hãy cầm gươm giáo lên, cùng tôi đánh đuổi lũ giặc. Dân làng đói khổ bao lâu nay, giờ chẳng ai còn sức cầm gươm đánh giặc nữa. Nếu đuổi theo lũ giặc, lỡ đâu chúng quay lại trả thù cả làng. Làm sao mà tha được? Sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy, bọn chúng rất là độc ác, hung hãn. Vậy thì chúng ta càng phải đuổi theo diệt giặc, để chúng biết dân làng ta không sợ chúng. Chúng bị đánh tan tác sẽ không dám quay lại lần nữa. Nhưng làng ta có cậu là dũng sĩ đánh giặc rồi. Tôi giặc sợ cậu rồi, không có dám quay lại đâu. Dù tôi mình đồng gia sắc, nhưng không thể chống lại bọn chúng mãi được. Tại sao cậu lại trở thành mình đồng gia sắc như vậy? Thưa già làng, tôi đã tắm ở một hồ nước thần kỳ trong rừng sâu. Phải đi liên tục 7 ngày 7 đêm mới gặp hồ nước đó. Tôi có mang theo một bầu nước về, nhưng lại làm rơi dọc đường. Hồ nước thần sao? Có nước thần kỳ đến vậy sao? Tôi sẽ dẫn dân làng đến đó, chúng ta cùng tắm nước thần. Nếu bọn giặc quay lại, cả làng ta sẽ cùng nhau đánh giặc. Tôi không dám đâu, cậu là con nhà trời, tắm nước thần mới thành thần mình đồng gia sắc được. Đúng rồi đó. Cậu dám đứng cho quân giặc chém, chứ chúng tôi không dám đâu. Lỡ chúng tôi tắm mà không có mình đồng gia sắc giống như cậu, rồi bị chém chết thì sao? Đúng rồi, rồi làm sao? Bây giờ chúng tôi sức tàn lực kiệt, thật sự không thể đi liên tục 7 ngày 7 đêm như cậu nói được. Đúng rồi đó. Khổ lắm. Đúng vậy Đâm Ri ơi, dân làng đã kiệt sức, không thể đi xa như vậy đâu. Chúng ta sẽ cố giữ số vũ khí này để tự vệ, chờ cậu quay lại. Vậy tôi phải nhanh lên, không bọn giặc về đến kinh thành xin quân chi viện quay lại là dân làng ta gặp quả mất. Mày hãy ở lại bảo vệ dân làng, tao phải đi nhanh cho kịp đây.
Thì ra nó đã tắm hồ nước thần nên mới có mình đồng gia sắc như vậy. Tướng quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Đúng rồi đó tướng quân ơi, chúng ta đã chạy được khá xa rồi, thằng Đâm Ri chắc không đuổi theo kịp nữa đâu. Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức rồi đi tiếp. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng gió nhậm. Thằng Đâm Ri đuổi đến nơi rồi. Chạy, chạy tiếp thôi. Lũ giặc kia, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Nam Ri mãi miết đuổi theo quân giặc, không hề biết mệt, không hề biết đói. Chàng đuổi theo chúng 7 ngày 7 đêm, băng rừng đạp núi qua tận kinh thành của vua Rum. Mau mở cổng thành cho ta vào gặp vua Rum. Các người hãy đóng cổng thành lại, không được cho bất cứ ai vào thành. Có chuyện gì vậy tướng quân? Ngài đang bị truy đuổi sao? Buôn làng bên kia dãy núi nguy hiểm vậy sao? Buôn làng đó có nguy hiểm mấy cũng không thể kéo cả làng sang đây đánh chúng ta được. Không phải cả làng, chỉ có... Các ngươi đừng có nhiều lời, lo canh gác đi. Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta là Đam Ri, người con của buôn làng Mơ Nông, sống cạnh thác Bức So bên kia dãy núi cao. Ta muốn gặp vua Brum của các ngươi. Mày biết vua Brum là ai không mà đòi gặp mặt? Mày đến xin vua của chúng ta tha cho dân làng chúng mày đúng không? Một mình mày thì làm được gì? Cút về làng của mày đi. Chính ta là người đã đánh đuổi tướng quân và đám quân của ta về tận đây. Các ngươi đừng hòng cản đường ta. Chỉ có mình thắng ta mà đánh cho tướng quân chúng ta thảm hại như vậy, còn đuổi về tận kinh thành nữa. Vua Brum, hãy mở cổng thành cho ta vào gặp ông. Ngươi không được làm loạn nữa đây. Thưa đức vua Rum vĩ đại, ngươi là tướng quân của ta sao? Sao nhìn ngươi thê thảm vậy? Đám người nào đã hại ngươi ra thế này? Thưa đức vua, chỉ có một tên Đam Ri, người làng Mà Nông bên dòng thác Bút So thôi. Chỉ có một tên thôi sao? Ngươi là tướng quân giỏi nhất của ta mà lại chịu thua sao? Nó là người trời phái xuống giúp người Mà Nông đó. Hả? Người trời? Nó bị tôi dồn vào chỗ chết mà không chết, rồi quay lại hiến ngang như một vị thần. Chúng tôi không đánh lại nó, dao gươm đụng vào da thịt nó là gãy vụn hết. Ngươi đừng nói lâu, không ai có thể mạnh hơn ta. Thưa đức vua, thằng Đam Ri đang phá cổng thành vào gặp người. Gươm giáo của chúng tôi đụng vào người nó là gãy vụn. Mang thêm quân lính ra bắt nó cho ta. Trăm quân không bắt được thì ngàn quân. Dạ. Thấy Đam Ri chỉ có một mình, lão Rum Rum độc ác liền xua cả trăm quân lính ra bao vây hòng bắt sống chàng. Ra ngoài bắt sống rồi về cho vua Rum vĩ đại thị tội. Hãy gọi vua của các ngươi ra đây. Ta muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta không được mang quân đến cướp phá làng của chúng ta nữa. Đúng là châu chấu đá voi. Ngươi chui vào hang cọp rồi. Dù ngươi có mình đồng gia sắc cũng không thể chống lại quân ta đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu trói rồi phục tùng vua Brum vĩ đại của bọn ta đi. Không bao giờ. Bắt sống nó cho ta. Anh đúng là người nhà trời rồi. Quân mày đâu? Tiếp tục sông lên cho ta. Người cứ mang hết quân lính ra đây cho ta. Ta sẽ đánh đến tên lính cuối cùng của lão vua Brum độc ác. Thưa đức vua Brum. Đừng thưa gửi dài dòng nữa. Người đã diệt được tên Đâm Ri đó chưa? Nó chắc chắn là người trời rồi. Quân của chúng ta ra, trăm quân bị diệt cả trăm, ngàn quân bị nó diệt cả ngàn, vũ khí hư hỏng rất nhiều. Các ngươi là đồ vô dụng. Đích thân ta sẽ dẫn quân ra bắt nó. Chuyện này mà để các vua nước khác biết thì ta không còn mang tên vua Brum vĩ đại nữa.
vua Rồng vĩ đại của chúng ta đích thân ra trận. Lần này thì thằng Damri không thoát được đâu. Tất cả bao dây xung quanh nó cho ta. Từ từ siết vòng dây, một con kiến cũng không để lọt ra ngoài. Ông trốn trong cung điện như con chuột trốn trong hang. Ông không được đưa quân sang cướp phá buôn làng của ta nữa. Mày có là thần thánh hay người trời cũng không cản được gió ngựa của quân ta đâu. Hãy đưa ta chịu trói đi. Ta dù bỏ mạng ở đây cũng sẽ cản các ngươi đến cùng. Hãy để dân làng của chúng ta được sống yên bình. Đích thân ta phải ra tay thôi. Ao bảo vệ đức vua. Gươm quý của ta. Gamri vẫn dũng cảm đánh nhau với quân giặc suốt mấy ngày liền. Tiếng gươm giáo da nhào vang khắp núi rừng, khắp nơi đều nghe tiếng và biết chuyện chàng Damri dũng cảm đang chiến đấu với vua Brum và quân lính của ông ta. Trong khi Damri vẫn dũng cảm chiến đấu thì con voi của chàng đã dần kiệt sức. Nó không đủ sức để đánh trả quân giặc và bảo vệ cho Damri nữa. Giết chết con voi của thằng Damri cho ta. Voi ơi, mày sao rồi? Mày đừng chết. Voi ơi, mày đừng bỏ tao. Thả ta ra. Thả ta ra. Rồi chặt nó lại cho ta. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ngươi thật to gan, dám đánh tan tác quân của ta. Giết chết hắn đi. Ta sẽ không giết nó ở đây. Phải đưa nó về buôn làng của nó. Giết nó trước mặt dân làng của nó để làm gương. Từ nay đừng bao giờ chống đối lại ta nữa. Người đúng là biết nhìn xa trông rộng đó, thưa đức vua Brum vĩ đại. Đây chính là kẻ chống lại vua Brum ta. Hắn sẽ bị trừng phạt. Các ngươi hãy nhìn hắn mà làm gương. Đây chính là chàng trai tới nhờ làng ta giúp đỡ đánh đuổi quân giặc đây mà. Thật là dũng cảm và tội nghiệp biết bao. Con rất dũng cảm. Già không giúp được gì cho con, chỉ biết cho con ăn con uống mà thôi. Cảm ơn già. Già đã cứu đói con hai lần. Thần linh sẽ bảo vệ già. Ta là vua Brum vĩ đại bên kia dãy núi. Thằng Damri của buôn làng các ngươi dám xông vào kinh thành của ta làm loạn, ta đã bắt được nó giải về đây. Lũ giặc độc ác, hãy thả ta ra và chiến đấu với ta đi. Mày đã nằm trong tay vua Brum vĩ đại rồi, mày sẽ bị trừng phạt. Đừng hòng trốn thoát được nữa. Các ngươi hãy vào rừng đốn thật nhiều cây lớn về đây để ta thiêu hắn. Mình đồng gia sắc đến đâu cũng không thể chống lại được sức mạnh của lửa dữ đâu. Nhanh lên. Thưa vua Brum vĩ đại, tôi đã hứa là sẽ mãi mãi trung thành với người. Người vẫn còn sống sao? Giỏi lắm. Hãy giúp ta đưa lũ làng vào rừng kiếm củi đi. Phải mang thật nhiều cây lớn về đây. Các người hãy nhìn thằng Damri. Đừng có ai ngu ngốc chống lại vua Brum của ta nữa.
Thật là tội nghiệp Damri. Cậu ta muốn cứu làng, nhưng mà bây giờ không xong rồi. Mình đồng gia sắc như Damri còn chịu thua dưới tay lão vua ấy. Nhưng là chúng ta bây giờ biết phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đi nhanh lên, cứ để vua Brum của ta phải chờ đợi. Các người phải ngẩng đầu lên nhìn thằng Damri bị vua Brum vĩ đại trừng phạt. Lần này thì không ai dám đụng vào ta nữa. Ta chắc chắn sẽ được làm già làng. Ta sẽ cho dân làng các người tận mắt nhận thấy thằng Damri cháy thành than dưới tay ta. Chúng hại chết Damri rồi. Thầy dũng sĩ bảo vệ làng ta sắp chết rồi. Damri chết rồi. Yeah! Hả? Nó còn sống sao? Chất thêm củi, đốt nó cho ta. Chất thêm củi nhanh lên. Damri còn sống, Damri còn sống. Damri đã phá được xích sắt rồi. No, giết nó cho ta. Damri, hãy đến chỗ thác nước mâm xò, dân lửa trên người. Dân làng hãy tránh ra, khỏi chừng bị đốt cháy. Chấp, mày làm cái gì vậy? À, thưa đức vua Trương, tôi muốn giúp ngài giết tên Damri kia. Ngươi biết gì mà giúp, đã tài giỏi như vậy còn không làm được gì hắn. Hé, tôi biết thằng Damri, nó mình đồng da sắt. Vì nó đã tắm ở hồ nước thần. Hồ nước thần sao? Ừ, đúng rồi. Chính tay tôi nghe nó nói cho dân làng biết mà. Nhưng mà hình như nó chưa có uống nước thần. Bên trong người nó chắc chắn cũng giống như chúng ta thôi. Thật sao? Vậy thì vẫn còn cách tiêu diệt hắn từ bên trong người của hắn. Đúng rồi, thưa đức vua. Hay, hay lắm. Ngươi cũng được việc đó. À, chỉ cần người cho tôi làm già làng, bắt tất cả lũ làng phải kính nể tôi, thì việc gì tôi cũng có thể làm giúp người, thưa đức vua Rum vĩ đại. Đường cùng rồi. Ngươi hãy nghe theo lời nó đi. Hãy kêu quân lính làm một cái móc sắt thật nhọn cho ta. Thằng Damri đang đến thác nước để dập lửa, phải nhanh lên mới kịp. Nhìn lên đang cứu dập lửa. Dừng cái này. Dừng chạy lại vô rung. Cứu dân làng của chúng ta. Các ngươi hãy liều chết sống lên giữ hắn lại cho ta. Chú móc vào bụng Damri rồi. Trời ơi, Damri không uống nước thần, chắc là Damri sẽ chết mất rồi. Không phải đó. Damri, xin chàng đừng chết. Chàng Damri đã quên uống nước thần, quân giặc đã móc đứt ruột gan của chàng. Chàng đã chết và ngã xuống thác nước bức so. Tin dữ về cái chết của chàng Damri truyền đi khắp núi rừng Tây Nguyên. Damri chết rồi. Dập tắt ngọn lửa đó cho ta. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể giết chết trái tim căm thù lũ giặc độc ác các ngươi. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Lũ giặc, các ngươi hãy cốt khỏi buông làng chúng ta,
hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy theo tấm gương chiến đấu anh dũng của Damri. Chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi quân giặc. Damri, cút đi quân giặc, cút đi. Mau, mau về kinh thành, đưa sĩ bộ lính diệt sạch làng này cho ta. Hãy cho tôi theo với. Hãy trừng trị tên phản bội kia cho ta. Chúng tôi tới đây giúp anh em đồng bào đánh đuổi quân giặc. Cái chết của chàng Damri anh dũng đã làm cho dân làng khắp nơi thức tỉnh. Họ đoàn kết một lòng đánh đuổi vua Rum và quân lính của hắn đến tận kinh thành. Ngọn lửa từ trái tim bất diệt của Damri đã đốt cháy cung điện của vua Rum. Từ đó quân giặc Rum không còn dám tới cướp phá. Dân làng Mơ Nông quay lại cuộc sống yên bình, no ấm trước đây. Những câu ca về chàng Damri, người con dũng cảm của buôn làng Mơ Nông còn vang vọng mãi khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Rền rỉ giọng thác bức so, nhỏ to thì thầm thương nhớ. Muôn thuở chàng Damri, kỳ lạ thay trái tim lửa, rực đỏ giữa chốn núi rừng. Ngày xưa, có anh chàng bần khỏe mạnh, tháo vát, vì yêu mến nàng lụa, con gái phú ông, nên chàng nguyện làm không công cho nhà phú ông suốt 3 năm liền. Nàng lụa thấy chàng thật thà chăm chỉ, nên cũng sinh lòng thương mến. Chàng nghỉ tay, uống miếng nước rồi làm tiếp. Ở đây đông người như vậy, mà cô lụa chỉ đặc biệt đưa nước cho cậu bần thôi sao? Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày có thể cưới nàng làm vợ. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nàng. Thiếp tin chàng. Đánh thật đau cái thằng bần cho ông, nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà lành. Kìa cha ơi, cha đừng đánh anh bần nữa. Dừng lại, hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay, nhưng mà con thương em lụa thật lòng mà. Không nhân nhị gì hết, mày nghèo còn dám trèo cao, ông đi khinh. Cha cảnh cáo con, không được hẹn hò gặp mặt thằng bần nữa, nghe chưa? Kìa cha. Ông đã hứa sẽ gả em lụa cho con, nếu con làm công cho ông đủ 3 năm mà. Này cũng đã đến ngày hẹn rồi. Im ngay. Con của ta là cành vàng lá ngọc, phải lấy nhà giàu hay quan lớn kìa. Ngươi đừng hòng mơ mộng. Kìa ông, xin ông giữ lời hứa gả em lụa cho con. Con nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu. Thôi được, muốn cưới con ông à, cũng dễ thôi. Trừ khi ngươi sắm được mâm cao cổ đầy, đãi cả làng một bữa no say, ta sẽ gả con cho. Còn không, đừng có mơ. Cha, nhưng cha đã hứa với anh bần, nên con cũng thương anh ấy. Thằng hầu đâu, dẫn cô lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đãi cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi. Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có, liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà
tốt bụng có tạo ra cơm ăn vàng bạc được không? Vậy nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác xơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền đi hỏi cưới em lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu, chàng Bân ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng lụa, con gái của phú ông. Đốn củi thế này, biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi, bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế, lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không? Ghi lại, ta cũng không sợ Bi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này, chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy? Hả? Dạ, dạ thưa cha, không có gì ạ. À, nhà ngươi dám! Trả lại cho ta, trả lại cho ta mau! Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Thâu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì. Lẽ nào cây này có yêu tinh? Chàng điều thủ, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là Mộc Tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là Mộc Tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Khoan khoan, chàng tiều phu, hãy nghe ta nói. Ta là Mộc Tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta? Ta quá phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người Phạm Như Mi lại có sức khỏe như vậy,
làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi. Ngọc Hoàng trách phạt, đày ta xuống trần gian trở thành mộc tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thân cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn. Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền đi sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật cô vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn đĩa, ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái rồi đọc tên món ăn. Khi đó thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thố cơm nóng và một con gà quay. Ôi đúng là mâm thần thật rồi. Mộc Tinh, ông cùng ăn nhé. Bỗng ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bỗng ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới con Lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hội cưới em Lụa ạ. Ôi chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hỏi cưới? Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Rễ hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hội cưới em Lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để bao hỷ. Sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu Bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô Lụa đó bà con ơi. Cậu Bần nhìn thế mà giỏi quá. Thôi nhanh chân lên, chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đại cổ báo hỷ, xin phép được hỏi cưới cô Lụa, con gái của phú ông. Cậu Bần thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu Bần? Dạ thưa bà con đừng vội ạ. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à nghe. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần, hãy cho ta mâm cổ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu, cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thần, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cổ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào.
Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà. Làm bỏ cả buổi trời không cày cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà. Có phú ông và em lụa đi làm chứng, có đúng không ạ? À? Đúng mà. Các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu? Đánh nó cho ông. Cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa ức mình, làm mất cả buổi cày của ông ta. Thiệt tình. Cứ tưởng được ăn cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con, hãy tin tôi đi mà. Tin nè, tin nè, tin nè. Tao không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thớ cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh, hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không hóa ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người. Phú ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Người khờ quá. Ở đây là mâm giả, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho ngươi đúng là mâm thần. Ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mi thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng, để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó? Bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi, con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ giận, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khôn lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi. Khi đó cái kỳ chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Con quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cùng uống miếng đi. Con quái vật này quá to lớn, ta phải làm sao bây giờ? Ah,
hãy nhớ, còn quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy này. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông, con đâu cần ngựa để làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần có thể y ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ y ra vàng cho ngươi. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không á, thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sao? Con biết rồi thưa cha. Bẩm ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám giác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi nó ra khỏi cho ông. Kỳ cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng, hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, người nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa, mời ông xem qua. Vàng này cũng được á, nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. Cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên, số vàng này quá ít. Nếu ngươi có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến. Mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Quái lạ, chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ị ra được vàng. Được lắm, được lắm. Vàng của ta đâu?
May quá, người thần vẫn ở đây. Người thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, người thần. Ui da! Người thần, thế này là sao vậy? Không biết chàng Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá. Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi là ông đã lấy cắp mâm thần, rồi còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Mấy đứa hầu đâu? Thằng Bần Du quan giá họa cho ông. Đánh rồi đuổi cổ nó ra ngoài mau. Đừng cha ơi, tôi xin cha đừng đánh thằng Bần nữa mà cha. Con xin chịu đòn cùng với chàng Bần. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày. Nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng Bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ hả, vật báo đều ở trong tay phú ông ta. Cục cưng, cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của chàng Bần. Chàng lại bị oan rồi chàng Bần ơi. Mình phải đi tìm chàng Bần mới được. Shhh, im lặng nào. Ai đó? Ai dám trộm ngựa của ông? Thằng hầu đâu? Con làm gì đó? Mau xuống ngựa cho cha. Con xin cha, hãy để con trả ngựa lại cho chàng Bần. Láo, ngựa nào của nó? Thằng hầu đâu? Đỡ câu lụa xuống cho ông. Lụa, lụa, con có sao không? Mộc Tinh, ông có ở đây không? Chào chàng tiểu phu, sao rồi? Người có thích ngựa thần mà ta tặng không? Ta... Đã hỏi cưới được người mà ngươi thương chưa? Phú ông này tráo lấy ngựa thần của ta rồi. Ta cũng chẳng cưới được người ta thương. Tội nghiệp chàng trai. Mộc Tinh, xin ông hãy giúp ta thêm một lần nữa. Con gái, dậy ăn chút gì cho khỏe đi con. Thầy Lan đã nói rồi, con bị ngã ngựa, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Ráng ăn uống bồi bổ thì sẽ mau khỏi. Con xin cha, cha hãy trả ngựa và mâm thần cho chàng Bần được không cha? Cũng do nó mà con mới bị ngã ngựa. Con mà nhắc tới tên nó hả, cha sẽ sai người đi đánh chết nó luôn. Cha, thôi được, con sẽ nghe lời cha mà. Muốn ta giúp người cũng được. Ta còn một báu vật cuối vô cùng lợi hại, có thể giúp người lấy lại những gì đã mất,
Nhưng đổi lại thì... Nếu ông có thể giúp ta thêm lần nữa, ta nguyện làm mọi điều mà ông yêu cầu. Thật ra ta đã tu luyện gần 300 năm. Này sắp đến thời khắc có thể khôi phục tiên khí trở về thiên đình. Nếu người có thể giúp ta canh gác liên tục 2 ngày 2 đêm, không cho bất kỳ con vật hay yêu ma nào phá rối, ta hứa sẽ giúp người. Ông yên tâm, ta nhất định dùng cả tính mạng để canh gác cho ông. Tiên khí lúc mới hình thành sẽ thu hút nhiều quái thú. Người hãy cầm lấy chiếc lá này, nó có thể giúp người trong lúc nguy khôn. Cảm ơn ông, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Chắc ông Mộc Tinh sắp tu luyện xong rồi. Con gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Phu, hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tinh, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một bao vật có nó. Ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của bao vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Ây cha, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng Hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bân, cẩn thận. Ông ơi, cứu con, ông ơi. Chuyện gì vậy? Sao? Tự dưng hai đứa trồng cây chuối như vậy? Tao nói tụi bay bắt thằng mình ra ngoài mà. Không phải, con trông mặt quá, ông ơi, cứu con. Thằng Bần nó quá phép đó ông ơi. Đây là cây gậy thần. Nếu ông không trả lại mâm thần và ngựa quý đã lấy cắp thì đừng trách tôi. Gậy thần, ngươi đừng hòng dọa ta. Ôi, trông mặt quá. Mau thả ta xuống. Con gái, mau kêu thằng Bần thả cha xuống mau. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha.
Ôi trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mong thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống, ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được. Trời ơi, say sẩm cả mặt mày. Cha, cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mâm và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tán thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông. Nhớ lời một tiên đã dặn, từ đó về sau vợ chồng chàng Bần nàng Lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng. Ngày xưa ở Dương quốc nọ có một gia đình quý tộc, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Họ có một cô con gái xinh đẹp nên rất yêu quý. Nàng suốt ngày giúp đỡ mọi người và chăm sóc các loài vật, vì vậy quần áo luôn bị giấy bẩn, nên dần dần cái tên Lọ Lem được đặt cho nàng. Mẹ ơi, con hái hoa tặng cho mẹ nè. Xem con gái của mẹ nè, con lúc nào cũng năng động, nên mặt mũi y phục lúc nào cũng lem luốc. Gọi con là Lọ Lem cũng đúng thôi. Nè, lát nữa cha mẹ đi đến lâu đài của bác Tôm để dự tiệc. Con gái có muốn đi chung với cha mẹ không? Đến nhà bác Tôm hả? Nhà bác ấy xa lắm, con không đi đâu. Cha mẹ đi chơi vui vẻ nha. Cảm ơn cháu nghe. Con bé thật tốt bụng. Đáng thương quá. Ta phải giúp em ấy mới được. Chị chỉ muốn cứu chữa cho em thôi, chị sẽ không làm hại em đâu. Hãy để chị mang em theo nha. Cảm ơn chị. Mừng là em đã khỏe lại. Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau nha. Ôi bánh thơm quá. Chị Lọ Lem cho em một miếng nha. Nào các em ăn đi nào, ăn cho no bụng nha. Cha mẹ về rồi, hôm khác chị sẽ lại chơi với bọn em nữa nha. Tạm biệt. Mẹ bị sao vậy cha? Mẹ trông rất là mệt. Mẹ con ngã bệnh, không ăn uống gì cả. Nào, hãy cùng cha đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Thưa tiểu thư, phu nhân. Mẹ của ta có chuyện gì? Phu nhân mệt, tiểu thư vào nhanh lên. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Nàng ơi. Mẹ sẽ không đi đâu. Nàng công chúa của mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cho con. Mẹ nói thiệt không? Ta mong chàng sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng, thay ta chăm sóc
cho chàng. Nàng nói gì vậy? Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nhớ lời mẹ, phải sống thật vui vẻ và yêu thương mọi người con nhé. Khi nào nhớ đến mẹ thì hãy ra gốc cây dẻ sau nhà, mẹ sẽ luôn ở đó đợi con. Nàng ơi, nàng mẹ ơi, ơi. Mẹ. Kể từ đó, Lọ Lem mất hẳn tiếng cười. Nàng thường đến mộ mỗi khi nhớ mẹ. Rồi thời gian dần trôi, người cha tìm quên đau buồn bằng những chuyến công du xa nhà. Chào bác Nolan. Chào dì Julie ạ. Ý chà, con bé ngoan quá. Con lại tới thăm mộ mẹ đó hả? Dạ. À, con mới làm xong mẻ bánh thơm lắm. Hai bác mang về một ít ăn nha. Bánh của Lọ Lem làm á thì không thể từ chối được rồi. Hôm nào có thời gian thì sang nhà ăn bánh cùng dì nha. Dạ, thời gian cũng không còn sớm nữa. Con xin phép đi trước. Hôm nào có thời gian, con lại đến thưởng thức bánh nướng thơm lần của dì Jolie nữa nha. Vậy thì dì phải về làm sẵn thật nhiều bánh, chờ con mới được. Tạm biệt con nha. Con có thời gian thì cũng qua nhà uống trà chiều với bác nha. Dạ, con tạm biệt ạ. Có ai giúp ta với? Chân ta đau quá. Cô ráng chịu một chút, để ta xem vết thương giúp cô. Tôi có làm phiền ngài không? À, không, không có gì là phiền khi giúp đỡ người khác đâu. Cô đừng ngại. Ngài thật là thuốc. Ngài bị rắn cắn rồi. Ngài có sao không? Ta sắp không ổn rồi. Lúc ra khỏi nhà, ta có đem theo một lọ thuốc giải độc rắn. Ngài chờ một chút. Ngài dùng đi, có lẽ sẽ có tác dụng với chất độc trong người ngài. Ơn cứu mạng của cô, ta xin ghi nhớ. Sau lần bị rắn cắn đó, cha của Lọ Lem đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ lạ mặt kia và đồng ý cho bà ta cùng hai con riêng của bà ta về sống chung nhà. Cha đã về rồi. Nơi này sẽ trở thành nhà của nàng và các con. Hãy cùng nhau chung sống thật hòa thuận nha. Dạ, thưa cha. Từ nay, nàng ấy chính là mẹ của con. Còn kia là hai chị. Sau này, con phải nghe lời mẹ và giúp đỡ các chị làm quen với cuộc sống ở nhà mới nha. Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con chào dì ạ. Chào hai chị. Sau này có cần gì á thì dì và hai chị cứ tìm con nha. Ôi, có được cô con gái xinh đẹp lại nết na thùy bị như thế này thì dì phải cẩn thận chăm sóc cho con mới được. À, con đang nướng mẻ bánh mì mới, vừa kịp giờ ăn trưa. Cha, dì, hai chị đợi con một lát, con sẽ dọn ra bàn ăn ngay thôi. Con coi kìa, giờ chúng ta là một gia đình mà. Hãy để cho hai chị giúp con nha. Chị đang rất là hạnh phúc, các em có biết không? Vì sao hả? Bởi vì từ nay chị đã có mẹ và hai chị rồi. Chị sẽ không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mỗi khi cha đi vắng nữa. Các em là nghịch ngợm nữa rồi kìa. Có tin họ được không? Có thể là người xấu. Sẽ không đâu. Chị nghĩ họ là những người rất là tốt đó. Hôm qua các chị kế còn giúp chị dọn phòng ăn nữa mà. Dì cũng rất là thân thiện với chị nữa. Nên các em đừng có lo lắng nữa nha. Trời cũng về chiều rồi, các em tranh thủ về tổ đi. Đừng để cho cha mẹ trông. Hôm sau lại đến chơi với chị nữa nha. Mình hứa sẽ đối xử thật tốt với dì và hai chị, để họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm.
dì đã có dì chăm sóc cho cha. Mùa đông sắp tới rồi, mình sẽ đan cho cha một chiếc khăn len thật là đẹp và ấm áp. Cha, anh, cha tiểu thư ngất xỉu rồi, phu nhân cho gọi cô đó. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi? Thưa thầy, dì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người túc trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh. Trong thời gian đó, dì Ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt, ngày ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc, uống hết đơn này, ngày ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều, cháu thật sự rất vui, chị cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ, ăn thật nhiều đồ ngon rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn 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 ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi, giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha. Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể. Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khiến con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, dì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất. Cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man. Lọ Lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì Ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt Lọ Lem để cướp công. Cha tỉnh rồi, cha tỉnh rồi. Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm Lọ Lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến lang y cũng không biết nguyên nhân. Định
em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận mệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài, tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông, không biết... Ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đủi khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hẹn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do Lọ Lem? Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đuổi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của mình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa, chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hôm, đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lọ Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Chị ơi! Các chị ơi! Cha ơi! Ai đó cứu con với! Ở đây lạnh lắm! Từ nay ở đây sẽ được thay thế bằng loài hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con Lọ Lem ra đây. Còn trang sức á thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Dừng tay! Thay đồ nhanh lên! Rồi ra làm việc. Nhà này không chứa cái lười biếng đâu. Có nghe mẹ tao nói gì không hả? Nhìn mà thấy ghét. Khóc khóc khóc. Có ba bộ quần áo mà như báo vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói. Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lỡ lắm. Mẹ làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay, chủ nhân trong căn nhà này chỉ có ba mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền, hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Không có xem ra gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Cháu ngoan, ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? Hả?
mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? À, tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho bụ ta mang đi, có phải không? Không có, con không quan trọng trang sức có gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột hôi hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Cha ơi, cha đi đường xa có mệt không cha? À, có chút mệt, nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì chị sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho trước khi dì phát hiện ra. Mày sướng quá ha, suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đi làm việc cho tao. Mày định đi đâu? Ừ, con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu. Ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa? Còn con ngựa nữa, cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà, con vịt, con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy của ta đi ủi và đem về đây nội trong một giờ cho tao. Đừng có quên khâu cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mà ăn. Tao cho nhịn đói đó. Nè, đem đồ bẩn đi giặt ngay. Sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách, chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng và cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương Quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngự y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước. Tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu, để nó hầu hạ chúng ta
khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy, nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này ta không thể chạy được. Hay là ê, nè nè, dừng lại một chút. Cô gái này có bệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha. Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa, tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây, không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi, tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đội mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi, hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Tôi an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ vương, hãy đợi thêm. Các ngự y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian. May ra có phương cách. Các người y đã bó tay rồi, ta không thể chờ đợi cầu mai được. Nếu vậy, phụ vương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương quốc. Thật không ngờ ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy. Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi, cũng tại cái cành cây này. Con bé Lộ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. À, cây dẻ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao. Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi.
Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đang nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi, còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đấy. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ. Chủ nhân ơi, đừng cứ giận mà. Ngài thần thông quảng đại, ngài sẽ tìm thấy bất cứ lễ vật nào. Chúng ta đâu phải đã hết cách. Nhưng mà tên Sơn Tinh sẽ tìm thấy trước ta. Trong chuyện lễ vật này, nhất định có sự thiên vị của công chúa. Nếu họ đã thiên vị nhau vì tình riêng như vậy, thì sao chúng ta không làm gì đó để chắc chắn Sơn Tinh thua cuộc? Phải rồi, ta không nghĩ ra. Vậy ngươi hãy lo liệu chuyện đó, còn ta thì lo sính lễ cho ngày mai. Tuân lệnh chủ nhân. Ta đã quá chủ quan, không đề phòng bọn tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Nếu giờ làm lại thì không kịp đủ số lượng lễ vật, nồi niêu cũng đã thủng hết rồi. Ta phải làm sao đây? Người chậm chạp quá. Bảo chân lẹ tay lên. Muốn ta thua tên người rừng Sơn Tinh đó chứ gì? Chủ nhân, xin hãy bớt giận. Thần đã làm tròn nhiệm vụ. Sơn Tinh ít nhất phải mất một ngày mới có thể hoàn tất thử thách này. Phần thắng về tay ngài là chắc rồi. Được lắm, được lắm. Ngươi đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Mau giúp ta bị lễ vật kẻo không kịp. Gì? Con lại lét ông nội chạy đi đâu đây? Con muốn hái hoa quỳnh làm trà cho ông nội. Con còn nhỏ, giờ này phải đi ngủ sớm, không nên lang thang bên ngoài lúc khuya. Con có nghe chưa? Đa tạ Sơn Thần lại cứu cháu tôi. Vào lúc này không phải ngài đang chuẩn bị lễ vật sao? Tôi đã chuẩn bị, nhưng đang làm thì bị nhóm tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Xin Lạc Hầu và người dân trong vùng giúp đỡ cho tôi. Dân làng xin hãy thứ lỗi vì đã gọi mọi người vào lúc đêm khuya thế này, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Thôi, xin Sơn Thần cho chúng tôi ngủ sớm, mai còn làm việc. Mọi người hãy nghe tôi. Tuy đây là cuộc so tài giữa hai vị thần, nhưng Thủy Thần đã chơi xấu Sơn Thần. Liệu khi công chúa lấy một người như vậy, sau này người ấy sẽ là vua của đất này? Một vị vua dối trá như vậy, liệu mọi người có thể còn được sống ấm no hay không? Đúng rồi. Từ trước đến nay, Sơn Thần đều lo lắng giúp đỡ cho mọi người. Nếu chúng ta góp mỗi người một tay để giúp Sơn Thần trở thành trẻ hiền của vua Hùng, thành đồng minh đắc lực cho nước ta, chẳng phải chúng ta sẽ được hưởng thái bình lâu hơn à? Con sẽ giúp Sơn Thần vì Sơn Thần đã cứu con. Thưa ngài Lạc Hầu,
Lời của người nói rất chí lý. Không lẽ người lớn chúng tôi lại không hiểu chuyện bằng một đứa bé con sao? Chúng tôi xin trợ giúp Sơn Thần. Giúp đỡ Sơn Thần. Cảm ơn Lạc Hầu. Giờ ta phải đích thân đi thượng tiên giới để tìm trôi gà và ngựa quý kẻo không kịp. Công chúa ơi, người làm ơn ngồi yên đi. Tóc cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy thì khi tân lang đến cũng chưa xong đâu. Nhưng mà con lo lắng quá nhũ mẫu ơi. Cô dâu, đặc biệt là công chúa cô dâu, thì phải thật uy nghi và điềm đạm. Sao người có thể mất bình tĩnh như vậy được? Nhưng con lo lắm. Tân lang đã đến. Công chúa ơi, không được. Cái đầu búa kiểu truyền thống công phu của ta. Chết rồi. Mau nhanh lên đi nhũ mẫu ơi. Cho con xin lỗi. Người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này. Nay ban cho mỹ nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Thưa Hùng Dương, hãy nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa Thủy Thần tôn kính, ngài thấy đó, Sơn Thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời gả công chúa cho ngài ấy. Các người rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Thù này không trả, ta không còn là Thủy Tinh nữa. Thủy Tinh, ngươi thua rồi còn muốn làm gì nữa? Nếu muốn đánh thì hai ta cùng đánh, đừng làm hại tới dân làng. Nhấn chìm tất cả. Thưa cha, cha mau đưa dân làng lên núi lánh nạn, rồi cho dàn trận chuẩn bị nghênh chiến với Thủy Tinh. Con phải đuổi theo hắn ngay. Nàng đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Nàng hãy đưa mọi người lên núi để tránh bão đi. Ý, Sơn Thần đã nói vậy, chúng ta mau đi thưa công chúa. Mỹ nương, con mau di tản bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em lên núi đánh thổ an toàn. Còn các Lạc Hầu, Lạc Hướng, mau cùng ta đắp đê, gian trận chuẩn bị nghênh chiến với quân của Thủy Tinh. Mau lên, người già, phụ nữ và trẻ em, mau lên núi lánh nạn. Thủy Tinh lại mưu mô xảo quyệt. Cha và mọi người hãy cẩn thận. Mau đem bảo cát qua đây,
bên kia hãy lập dàn tre chặn các cửa sông suối. Hãy sẵn sàng, thủy quân sắp tới nơi rồi. Nhấn chìm chúng xuống đáy biển cho ta. Giữ vững đội hình. Tấn công! Sức rồi Thủy Tinh, ngươi đừng cố chấp nữa. Hãy nhìn vào tổn thất của thủy tộc nhà ngươi đi. Ngươi đánh được chúng ta thì quân của ngươi cũng chẳng còn được toàn vẹn nữa. Thưa chủ nhân, thần bị thương không biến hình nổi nữa rồi. Quân ta thì bị chặn đánh, mắc cạn ở cửa sông, sắp nghẹt thở rồi. Chủ nhân ơi, Tần Sơn tin được lắm. Hôm nay ta sẽ rút binh để bảo toàn lực lượng. Nhưng ngươi hãy nhớ đấy, ta sẽ còn quay lại rửa thù này. Thấy chàng bình an, thiếp mừng lắm. Con rể của ta mai là nhờ có con. Nhờ có Sơn Thần bảo vệ, chúng ta đã vượt qua được thiên tai lần này. Mọi người hãy cùng cảm ơn Sơn Thần và chúc cho Sơn Thần và công chúa được hạnh phúc trăm năm. Tạ ơn chúa cha. Tạ ơn Sơn Thần. Sơn Thần và công chúa vạn quê trăm năm hạnh phúc. Sơn Tinh không những chỉ dạy cho người dân cách đối phó với nước lụt của Thủy Tinh, mà còn phù hộ cho con người thoát khỏi những lần quay lại trả thù hàng năm của Thủy Tinh. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh thể hiện mong ước của người xưa về mưa thuận gió hòa. Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thể hiện sự khát khao của con người có thể chiến thắng thiên tai mưa lũ. Ngày xưa có một cô bé tên là Mai sống cùng cha mẹ và chị gái trên núi. Cha của cô bé là người chuyên đánh đuổi thú dữ và yêu quái bảo vệ dân làng, nên cô rất thần tượng cha và muốn được như cha. Không được bắt cháu bò của dân làng nghe chưa? Hay quá ha.
giờ này còn nằm chơi ở đây. Mau về nấu cơm nhanh, cha mẹ sắp về rồi đó. Thật hả chị? Hôm nay cha về hả chị? Chị cũng nghĩ vậy. Cha nói chị trong vòng nay mai cha về tới, nhưng cũng phải có cơm canh tươm tất cho cha mẹ chứ. Lần này cha về nhất định em xin cha dạy võ cho em. Chị Mai ơi, em cũng muốn học. Được, cha em học cùng luôn. Hai đứa có học được không? Khó lắm đó nha. Được chứ, được chứ. Mình có thể chữa cho nó không chị? Tội nó quá à. Đưa nó về nhà mình đã, chị phải nấu cơm cho cha mẹ nữa. Gần trưa rồi. Ba ngày nữa nó có thể bay nhảy lại được rồi. Vậy thì hay quá, chị Mai giỏi quá à. Ba mẹ chị dạy cho chị hết đó. Biết một chút y thuật sẽ giúp ích cho mình và cho người khác. Em cho chim ăn đi, chị giúp chị Hoa một lát. Chị nấu xong rồi, phần dọn dẹp là của em đó. Dạ. Thật tội nghiệp ông Táo, quanh năm chỉ toàn củi lửa và nhỏ nồi, chắc ông nóng lắm. Ai hắt nước vô ta vậy? Con xin lỗi ông mà. Nhưng ông là ai vậy? Ông là một trong ba ông Táo của nhà con đây. Thì ra là vậy. Vì con sợ ông Táo bị nóng nên mới đổ nước cho ông má. Con thật là tốt khi lo cho nhà Táo chúng ta. Nhưng là thần bếp á thì thích lửa, vậy nên nước sẽ làm cho chúng ta bị cảm đó, con hiểu chưa? Dạ, con xin lỗi ông. Con có thể làm gì cho ông không? Ông có thích món gì khác ngoài lửa không? Con muốn tặng quà ta sao? Ông đã giữ lửa cho nhà con được ấm áp và có nhiều bữa ăn ngon trong bao năm qua. Con rất muốn tặng quà để cảm ơn ông. Ta thật vui khi con nghĩ như vậy. Nếu muốn, con có thể tặng cá chép cho ta, để đến ngày 23 tháng chạp ta có thể cưỡi cá về trời chầu Ngọc Hoàng. Dạ được ạ. Chiều nay con sẽ đi câu cá chép tặng ông. Được, được lắm. Vậy ta đi đây, các con mau ra đón cha đi. Ông Táo nói vậy, nghĩa là cha chúng ta sắp về hả? Các con ơi, cha đã về. Cha, cha đã về. Cha ơi, cha xong việc rồi hả? Cha có mệt không? Cha bắt được hổ dữ rồi hả cha? Cha có bị thương không? Con hổ này mạnh thiệt đó các con ạ. Cha phải đấu với nó đến chiều tối luôn đó. Chú ơi, chú kể cho tụi con nghe về chuyện đánh hổ đi ạ. Hai đứa không thấy cha đi về mệt lắm hay sao? Cha chờ một chút, con lấy nước cho cha uống nha. Được, cha sẽ kể cho các con nghe. Hay quá. Wow, thấy rồi, nó chồm lên. Nhắm trúng mõm của nó và ấm một cái, con hổ té xuống, không kêu được tiếng nào luôn. Wow. Giữa trưa mà ngồi ngoài nắng vậy hả? Mẹ về rồi. Cha đừng lo, con sẽ cố công học giỏi võ nghệ. Như vậy, bạn yêu quái sẽ không thể làm hại con được. Cha à, ít ra cha hãy dạy con để con theo phụ cha. Một mình cha, lỡ gặp bọn chúng quá đông thì phải làm thế nào? Tôi thấy Mai nó nói đúng đó mình. Mình cứ thử dạy nó coi sao. Nếu nó không có năng khiếu á thì mình cứ cho nó học để thân thể khỏe mạnh thôi cũng được mà. Thôi, cũng được. Vậy cha sẽ dạy cho con rèn luyện sức khỏe vậy. Vậy chú cũng dạy cho con nghe nha. Con cũng muốn học. Thôi, còn giờ thì mau vào ăn cơm.
chiều mất rồi. Dạ. Cha đã nhầm về con. Mai, con có năng khiếu học giỏi đó. Còn Mướp, do là con còn quá nhỏ, có khi đợi thêm vài tuổi nữa rồi tập lại xem sao. Trong vườn hoa tìm một cây năm nhà, nằm ở đâu hai cây năm nhà, để ta đem về nấu canh cho bà. Lè 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 lè. Ai ở đó? Ra mặt đi. Tôi có vợ đó nha. Trời ơi, con thỏ là mình hết hụt. Lại một chú thỏ khác nữa. Heo quái, ta có vợ con cao cường, biết điều thì lui đi, không thì ngươi sẽ biết đây đó. Ông Táo ơi, con có quà tặng cho ông nè. Ông ơi, mấy ngày nay cha con đã dạy dỗ cho con đó. Ta biết, con học rất nhanh và giỏi nữa. Con thích học võ đến vậy sao? Dạ, thưa ông. Con cảm thấy những thế võ không xa lạ gì với mình. Vậy là tốt. Con có tài năng như vậy, chắc chắn sẽ làm nên chuyện, giúp cha con đánh đuổi bọn khoái vật, giữ bình yên cho dân làng. Mày bị làm sao vậy? Con chim nói đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Có một con quái thú gần đây, con phải cẩn thận bé Mai à. Hả? Cha mẹ ơi, không hay rồi, bé Mướp nó có chuyện. Con sao vậy? Có chuyện gì? Từ từ nói. Cha, mẹ, lúc nãy con qua đưa quần áo mới may cho nhà bé Mướp, thì bà nói Mướp đi hái nấm trong rừng từ chiều chưa thấy về. Cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Mình đừng lo lắng quá. Có thể thằng bé đi lạc hoặc ngủ quên đâu đó trong rừng. Để tôi đi kiếm nó về. Mấy mẹ con ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận. Thưa cha, cho con đi với. Có gì con cũng phụ cha. Con đi theo làm gì? Cha đi vào rừng đêm thường xuyên, con không cần lo. Lúc nãy ông Táo nhà mình nói với con có một con quái thú xuất hiện gần đây. Cha hãy cho con đi theo để giúp đỡ cha. Thôi, vậy thì nguy hiểm quá. Con chỉ mới học võ được có vài ngày, làm sao mà hạ được con quái thú mà đòi đi. Mẹ đừng lo, con bắn một mũi tên không trúng thì con bắn 2 mũi, 5 mũi, 10 mũi. Với lại con chỉ phụ cha chứ không làm vướng chân cha đâu. Thôi được rồi, mình cứ yên tâm đi. Tôi sẽ đưa con theo cho nó học hỏi là chính. Cha con tôi tìm được Mướp á, sẽ về ngay. Vậy thì hai cha con phải cẩn thận đó nha. Dạ, con biết rồi ạ. Em và cha phải nhớ trở về bình an nghe chưa. Chị đã may cho em một cái áo mới màu vàng mà em thích rồi nè. Em cảm ơn chị. Oh!
thật khỏe mạnh tươi ngon, khác hẳn với những bọn thú rừng hôi hám ta phải ăn. Mau thả nó ra, nếu không người sẽ không thoát được đâu. Núi này có gia đình chị Mai chuyên diệt yêu quái, giỏ võ nghệ, họ sẽ tiêu diệt ngươi đó. Giờ bọn chúng tìm được ta thì ngươi cũng toi rồi. Mình chạy nãy giờ chắc xa lắm rồi ha, còn chân tinh kia chắc không đuổi kịp đâu. Mệt quá, phải nghỉ một lát thôi. Người có chạy đằng trời, ta chỉ cần ăn một hai thôi, ta sẽ trở thành bất tử trong trời đất. Búp ơi, con ở đâu? Búp! Búp ơi, em ở đâu? Cái gì vậy? Ý, là cái giỏ của Búp. Có một con gì rất lớn đã bắt Búp đi rồi. Cha không thấy dấu chân của nó. Có khi nào Búp bị ăn thịt rồi không cha? Cha ơi, lại xem nè. Đây hẳn là dấu hiệu Búp để lại cho chúng ta biết đường đi theo. Có lẽ đúng đó. Cỏ cây chỗ này cũng bị rạp đi. Một con thú lớn như vậy nhất định phải có dấu vết rõ ràng. Theo như cha đoán thì đây hẳn phải là một con trăn hoặc là một con rắn khá lớn. Giờ con núp ở đây, cha sẽ dẫn dụ nó ra. Con vào cứu Búp, nhớ cẩn thận đó. Dạ, thưa cha, cha cũng phải cẩn thận. Quái, mau ra đi. Thật hay, hôm nay tự nhiên lại có kẻ nạp mạng. Ta sẽ trở thành bất tử. Lại đây, con trăn quái ác kia. Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ngươi mà ta là trăn tinh ngàn năm, chưa từng để sống con mồi nào. Búp, em đâu rồi? Chị Mai, em ở trên này nè, mau cứu em với. Được rồi, chị sẽ bắn đứt dây treo để cứu em. Em không được la to đó. Em có bị thương ở đâu không? Không chị, nhưng em sợ quá. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Con mồi của ta. Nữa cái gì thế này? Con chim chết tiệt. Ah!
Trăng Tinh đâu? Nó chết rồi cha ạ. Mình mau về thôi. Đúng rồi, mau mau đi khỏi đây, cha đã yếu sức rồi. Thật cảm ơn Mai và gia đình con đã cứu giúp thằng Mướp. Không thì chắc bà cháu chẳng còn được gặp nhau. Bà đừng khách sáo, gia đình con trước nay đều thương hai bà cháu, coi bà và Mướp như người trong nhà. Hơn nữa, con quái vật đó nếu không trừ diệt sẽ gây họa cho tất cả mọi người. Nhưng anh nhà bị thương như vậy, tôi nghe nói bị trúng hơi độc của Trăng Tinh phải không? Dạ, cũng là chồng con bất cẩn. Để lát con đi nhờ thầy Lan chữa bệnh coi sao. Cảm ơn chị đã cứu em. Em tưởng là không còn được gặp chị nữa rồi. Phải rồi, nhờ mày cũng đến cứu tao nữa. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị phải đến cứu em chứ. Nhưng em cũng rất dũng cảm mà. Chị nghĩ con Trăng nó chết thật chưa? Ủa, sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta đã ở đó một lúc và nó đâu có động đậy nữa. May mà ta chiếm được hồ nước thật này, dù bệnh tật thương tích cỡ nào cũng không sao. Nhưng ta không muốn phải dựa vào hồ nước này mãi. Ta phải bất tử. Trước hết ta phải trả thù con nhóc hỗn xược đó. Con thật sự rất dũng cảm, mới học võ mà đã cùng cha đi diệt yêu quái. Con không sợ sao? Con cũng sợ, nhưng lúc đó chỉ có một mình cha con chiến đấu. Con muốn giúp cha và cứu Mướp nên con quên cả sợ luôn. Con giỏi lắm. Có điều ta chưa rõ lắm. Ta nghe thổ địa từng nói con Trăng đó đã ngàn năm tuổi, làm sao nó sống dai như vậy được? Con thấy trong hang của nó có rất nhiều xương người và động vật. Con còn nghe Mướp kể là nó ăn thêm hai người nữa là sẽ được bất tử. Ra là vậy. Chú chim này vừa cho ta biết trong hang Trăng Tinh có một hồ nước phải không? Dạ. Vậy là đúng rồi. Đó là hồ nước thần rất hiếm có, chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Có lẽ con Trăng này đã tu luyện nhờ hồ nước này. Vậy nếu có nước từ hồ này thì cha con sẽ khỏe lại sao? Có thể lắm. Vì ông ấy đã hít phải hơi độc của Trăng Tinh, tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người ta yếu dần mà chết. Mai ơi, con mau lấy khăn và nước cho cha đi con. Dạ. Đây là dãy cá chép đã quá rồng, con hãy nghiền thành bột cho cha uống. Nó có tác dụng khống chế tà khí yêu ma trong một thời gian ngắn. Cha con sẽ cầm cự thêm được vài ngày. Con cảm ơn ông Táo. Chị Hoa đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, chị xuống làng tìm thầy Lan chữa bệnh cho cha. Em biết nhà thầy Lan, em sẽ dẫn chị đi ha. Ê, chờ chị với. Ngươi không phải quắt con hỗn xược đó, nhưng mùi của ngươi cho ta biết ngươi chính là người nhà của nó. Ta phải bắt ngươi. Con! Con! Chị Hoa đâu rồi hả mẹ? Chị con xuống làng tìm thầy Lan chữa trị cho cha rồi. Trời tối thế này, sao mẹ không gọi con đi cùng chị ấy? Mẹ cũng định gọi,
mà con bé cứ sốt ruột đi ngay à. Nó nói con bận nấu cơm. Mẹ ơi, lúc nãy ông Táo cho con một ít vảy rồng. Ông Táo nói cha uống vào sẽ cầm cự được mấy ngày. Ông Táo ông tốt bụng quá. Nhưng dạ, có cách gì trị được hẳn bệnh cho cha con á thì tốt quá. Chị Mai ơi, quay rồi. Chị Hoa bị quái vật chân sinh bắt đi rồi. Con thấy chị Hoa đi xuống làng tìm thầy Lan, con định chỉ đường cho chị ấy, thì quay lại thấy Trăng Tinh bắt chị Hoa đi rồi. Em nói sao? Chị Hoa bị làm sao? Em nói thật mà, chị Hoa bị Trăng Tinh bắt đi rồi. Trên mắt em nhìn thấy. Minh, mình định làm gì vậy? Tôi phải đi cứu bé Hoa. Cha mẹ hãy để con đi cứu chị Hoa. Con sẽ lấy nước thần về chữa bệnh cho cha. Không thể được. Chị Hoa con đã bị bắt mất rồi. Chẳng lẽ con muốn cha mẹ mất cả con nữa sao? Cha con thì lại đang bệnh như vậy. Nhưng mẹ ơi, còn chị Hoa, ai sẽ cứu chị ấy ngoài con? Chỉ có con và cha biết chỗ Trăng Tinh thôi. Không được, con không đủ sức để đấu lại Trăng Tinh. Nếu con đi, mẹ không chấp nhận. Chỉ có thể mẹ sẽ mất luôn cả con. Cha con thì đang bị thương. Làm sao đây? Hay trong làng coi còn có ai có thể giúp chúng ta được không? Mẹ sẽ đi tìm ngay. Mình, có ai có thể giúp chúng ta không mình? Mình cản con lại đi mình. Có lẽ Mai nói đúng đó mình à. Chúng ta chẳng còn hy vọng nào khác để cứu bé Hoa. Mẹ đừng có lo, con đã diệt được con Trăng Tinh này một lần. Nhờ có nước thần nó mới sống lại. Con tin là lần này con sẽ diệt trừ được nó, đem chị Hoa trở về an toàn, rồi đem nước thần về chữa bệnh cho cha. Cả nhà ta lại vui vẻ như xưa. Cha sẽ để cho con đi, nhưng cha sẽ đi cùng con. Uống vảy rồng khiến cha khỏe hơn nhiều rồi. Cha sẽ đi hỗ trợ con. Chị Mai, hay chị cho em theo giúp chị có được không? Nè Mướp, mang chú chim này theo đi. Nó rất thông minh, nó sẽ chỉ đường cho dân làng tìm đến chỗ cha con chị. Trăng Tinh, cha ta là người diệt yêu quái, em ta có võ công cao cường, sẽ đến đây tiêu diệt ngươi. Mau thả ta ra. Ấy, đây chính là con quát con mà ta muốn tìm. Cha ngươi đã nhiễm hơi độc của ta, sợ rằng đứng lên cũng không nổi nữa. Ta nhờ con em của ngươi đến để ăn thịt hai chị em một, vừa thả thù vừa trở nên bất tử. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Cứ là hét quả thích đi. Khi ta bắt được em ngươi thì các ngươi chẳng còn cơ hội la hét nữa đâu. Có kẻ đã đến đây, phải chăng là... Cha, cha có sao không? Cha hơi mệt thôi, chúng ta mau đi tiếp kẻo muộn. Cha ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta đã đi khá lâu rồi. Theo con nhớ thì hang Trăng Tinh không còn xa nữa đâu. Bé Mai, may quá, ta đã tìm được hai cha con rồi. Ta theo ánh lửa mới hiện lên gặp con được. Con chào ông. Xin lỗi ông, con đi gấp mà chưa kịp tạm biệt ông. Ông biết, ông đến để hỏi con về dãy rồng ông đưa, con còn không? Dạ đây thưa ông, con đã nghiền thành bột và cho vào túi này để cha con uống trên đường đi. Phải lắm, ta muốn nói là bột dãy rồng cũng chống được hơi độc và làm yêu quái đuối sức, còn có thể tạt vào Trăng Tinh khi đánh nhào với nó. Thật sao? Con xin cảm ơn ông. Thôi, ta phải trở về coi bếp và bảo vệ nhà cho hai cha con đây. Chúc hai cha con mau trừ được Trăng Tinh. Ông chờ ba cha con trở về nha. Tiếng động đó có phải là Trăng Tinh không? Hình như lúc này đã có con gì đó rình ở đây. Có phải Trăng Tinh không cha? Có thể lắm. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nó không tấn công chúng ta?
Khoan đã, hình như cha thấy có gì đó không ổn. Cha, cha có sao không? Cha ơi, cha mau uống hết chỗ này đi. Như vậy chúng ta không còn nhảy rồng để chiến đấu với Trăng Tinh nữa. Cha mau uống đi, sức khỏe cha quan trọng hơn. Con Trăng Tinh thật quá nham hiểm, dằn cái bẫy này cho chúng ta đuối sức trước khi đến nơi. Vậy chính là nó đã nghe lén chúng ta nói chuyện với ông Tao. Nó biết chúng ta có dãy rộng nên không vội tấn công mà làm suy yếu chúng ta. Ai, chúng ta đã khinh địch rồi. Đó, lần trước Trăng Tinh đã khinh thường chúng ta nên đã thất bại. Còn lần này là do chúng ta chủ quan nên giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn. Chị Hoa, cha hãy mau vào hang uống nước ở hồ thần. Các ngươi hãy nhìn kỹ, chị ngươi phải chống đỡ tại ta, chưa phải cố không trượt chân khỏi vạch ta. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Muốn bắt được hùm thì phải vào hang hùm. Ngươi có giỏi thì vào đây bắt ta. Mai, mau đến hồ nước đi cha, dễ không? Con gái, cha cứu chị Hoa xong sẽ vào phụ con. Trời, mau cứu em Mai đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nắm tay cha đi con. Nhưng mà tảng đá sẽ rơi xuống, còn em Mai. Cha, khi cha ra hiểu thì con đu qua nắm tay cha. Dạ. Hôm nay ta phải tiêu diệt được ngươi. Ta cũng vậy. Cha đếm 1, 2, 3. Con nhảy qua nắm tay cha liền nghe. 1. Chú chim này, trời ơi, là bé Mai đó sao?
rồi. Cái gì? Mày con gái tôi. Ông xem, nếu con chết thế này thì cha mẹ và chị con làm sao sống nổi? Ông có cách nào xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại không? Mình ơi, tôi xin lỗi, tôi chỉ cứu được một đứa. Bé Mai, con mình đã... Khoan khoan, mình đừng nói gì dội. Bé Mai đã nhập vào chú chim vàng này, về xin ông Táo cho sống lại. Ông Táo đã đi xin với Ngọc Hoàng rồi, chúng ta hãy chờ xem. Thật hả? Chuyện như vậy, Ngọc Hoàng đã biết gia đình anh chị hiền lành, chuyên diệt yêu quái để giúp người. Bé Mai lại nhân hậu dũng cảm, xả thân cứu mọi người. Nay cho bé Mai được sống lại mỗi năm 9 ngày ở dương gian. Cha mẹ ơi, chị ơi, Bước ơi, con đã về đây. Sau đó, cứ đến 29 Tết hàng năm, Mai lại về sống với gia đình 9 ngày. Đến khi gia đình Mai không còn ai, thì cô bé không về nữa, mà chỉ còn một loài cây quanh năm xanh lá. Đến Tết mới nở hoa vàng rực như áo cô bé. Dân gian gọi là hoa mai, họ đem về trồng ở mỗi nhà. Mỗi năm hoa nở sắc vàng tươi, mang nhiều ý nghĩa về sự vui vẻ, may mắn, sum họp gia đình những ngày đầu năm mới. Ngày xưa, khi loài người mới được hình thành, trần gian chưa được sắp xếp ổn định. Các vị thần xuân, hạ, thu, đông không thể quản hết, nên cùng lên thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, trần gian bây giờ không ổn định được trật tự. Chúng thần dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể lo ổn thỏa mọi việc. Chuyện cụ thể là như thế nào? Các thần hãy mau nói cho ta nghe. Bẩm Ngọc Hoàng, con người dưới trần gian không phân biệt được thời gian, nên thường xuyên nhầm lẫn giữa các mùa. Từ đó, họ gieo trồng sai thời điểm, mùa màng thất bát. Và khi đến phiên trực của thần, con người lạnh và đói nhưng không có đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Họ còn nhầm lẫn về tuổi tác, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau, đến khi không ai chịu ai. Nhiều khi xảy ra chiến tranh, cuộc sống con người rơi vào lầm than. Vậy các thần có giải pháp gì không? Thưa Ngọc Hoàng, hay là người tạo thêm vài mùa, nhân gian sẽ dễ bề nhận biết thời gian hơn. Không được. Nếu có quá nhiều mùa, việc thay đổi thời tiết khí hậu liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cho con người càng khó thích nghi hơn. Thưa Ngọc Hoàng, mỗi năm dưới trần có 12 tháng, hay là người hãy chọn ra 12 con vật để cai quản các tháng trong năm. Như thế vừa giúp loài người phân chia thời gian, vừa xác định được tuổi tác của họ. Đề nghị này rất hợp lý, nhưng thế gian nhiều loài vật như vậy, ta nên chọn loài nào đây? Thưa Ngọc Hoàng, thần có đề nghị này, người hãy nhìn xem. Đúng rồi, rồng vàng quả là loài vật xứng đáng nhất. Hãy mau triệu tập rồng vàng lên thiên đình cho ta. Rồng vàng nghe lệnh, xét thấy người là loài vật trí dũng song toàn, có phẩm chất tốt, nên ta sẽ cho người đứng vào hàng ngũ 12 con giáp, cai quản một tháng trong năm ở trần gian. Tạ ơn Ngọc Hoàng đã tin tưởng. Ngoài ra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ phải nhanh chóng xuống trần, tìm đủ các con vật còn lại để mùa xuân năm sau lên thiên đình nhậm chức. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi đứng đầu 12 con giáp. Còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị xử tội theo luật nhà trời. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, thần đã hiểu. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được, hãy trao những tấm thiệp mời này đến những con vật xứng đáng, và tấm thiệp sẽ chỉ đường cho các con vật tìm đến cổng trời. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta sắp trở thành thủ lĩnh của muôn loài rồi. Mình biết phải mời ai tiếp theo rồi. Rắn ơi, em có nhà không?
Rắn ơi, anh có tin này muốn cho em hay. Anh đến đây không có ác ý, em hãy mau ra gặp anh đi. Không có ác ý, vậy do ai mà tôi ra nông nổi này. Chúc mừng chủ nhân. Chít chít. Làm tốt lắm. Cuối cùng thì hôm nay tao có thể báo thù rồi. Là do ngươi tự dẫn xác tới nha rồng vàng. Chủ nhân, thì ra đây là kẻ thù không đội trời chung mà chủ nhân hay nhắc đến à. Chít chít. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đã từng đối xử tệ bạc với ta. Lũ người tham lam. Sao bỗng nhiên mưa to vậy nè? Không vào bờ thôi bà con ơi. Mau lên, mau lên. Ủa quá giật, ủa quá giật mù đen bay trên trời kìa bà con. Giết nó, giết nó, đẹp lên, giết nó, giết nó. Các người dám coi ta là quái vật? Được, thì hôm nay quái vật này sẽ trừng trị loài người các ngươi. Đen, ai chào anh? Tại sao em lại đánh phá loài người? Anh không thấy hay sao? Con cản em, lũ người tham lam đánh bắt họ hàng thủy tộc chúng ta cả ngày lẫn đêm, giết hại cá tôm. Em phải dạy cho con người một bài học. Trời đất phân chia vai trò mỗi loài mỗi khác. Những người đó có sai vì đánh bắt dư thừa, nhưng em cũng không được lạm quyền giết họ. Nếu chẳng may Ngọc Hoàng biết chuyện, nhất định sẽ giáng tội em đó. Em không sợ. Em thấy con người không xứng để cai quản trần gian. Loài rồng mạnh mẽ còn hơn loài người. Thì ra là em tự thấy mình tài giỏi hơn loài người. Nhưng mỗi loài đều có sứ mệnh riêng đã được đất trời sắp đặt. Em không nên so sánh như thế. Rồng đen, em đi đâu đó? Lũ người đáng ghét, các ngươi có tài cán gì mà đòi cai quản chốn nhân gian? Nước biển đang dâng cao, mọi người mau di chuyển lên vùng cao. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Em có ngưng không? Tại sao em vẫn không nghe lệnh nói? Anh là đồ hèn nhát. Nếu anh sợ không dám xoán ngôi của loài người thì hãy để em ra tay, đừng cản em. Nhưng nào anh còn sống, anh sẽ không để em làm hại con người đâu. Lý tưởng khác nhau, vậy thì nay chúng ta cắt đứt tình anh em. Ra tay đi. Em, vậy em đừng trách anh. Anh sẽ thả em ra nếu như em chịu ăn năn hối lỗi và đừng làm hại đến loài người nữa. Em hứa. Em Trần Giang phải cho rồng đen này cai quản là anh đã ép tôi. Thần kính chào Ngọc Hoàng. Rồng đen, người dám làm hại con người, mưu đồ đảo lộn trật tự trần gian, tội của người thật đáng chết. Thưa Ngọc Hoàng, rồng đen còn nhỏ nên suy nghĩ nông cạn, cầu xin người rộng lượng miễn tội chết cho em ấy, để em ấy có thể ăn năn hối cải. Được rồi, nể tình ngươi có công ngăn cản rồng đen làm hại nhân gian, ta sẽ tha tội chết cho rồng đen. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tội chết có thể tha, nhưng ta sẽ tước đi sức mạnh của loài rồng, để hắn trở thành loài rắn không chân, mãi mãi chỉ có thể bò trường mà thôi. Không, không. Từ ngày đó ta đã thề nhất định sẽ trả mối thù này. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngươi chuột sống lên. Em cũng biết khả năng của em bây giờ không thể nào đấu lại anh. Sao em không nghe anh nói lý do anh đến tìm em? Nói xong anh sẽ đi ngay. Chủ nhân, hay là chúng ta nghe hắn nói xem sao? Được, người nói đi. Hôm nay người tới đây có chuyện gì?
Ngọc Hoàng giao cho anh trọng trách tìm 12 con giáp, chia nhau cai quản 12 tháng trong năm ở Trần Gian. Mùa xuân tới sẽ lên thiên đình nhận chức. Anh đã chọn em nên mang thiệp mời đầu tiên của Ngọc Hoàng đến cho em. Có nó, em có thể dễ dàng đi qua cổng trời. Thật vậy à? Làm sao ta biết ngươi không gạt ta? Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Từng lời anh nói đều là thật. Không tin thì em cứ cầm lấy tấm thiệp. Quan hầu chủ nhân, chủ nhân đã thôi miên được con đồng ngốc này rồi. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ta đang thôi miên thì phải câm miệng lại, lần sau thì đừng có trách. Dạ, thuộc hạ xin lỗi chủ nhân. Ừ.